chưa đầy 100 mét vuông sân thượng, nhưng có tới hàng chục loại rau củ quả, từ những giống mới ngoại nhập cho đến những loại cây quen thuộc. Tất cả đã tạo nên một khu vườn xanh tươi tốt. Bí quyết chăm sóc rau của chủ nhân khu vườn đó là tận dụng tất cả những nguyên liệu có sẵn, nguồn phân hữu cơ tự ngâm ủ để bón cho cây, đặc biệt là loại phân chứa hàm lượng dinh dưỡng cao từ trứng gà và sữa. Cách làm cụ thể ra sao, tất cả sẽ được bật mí trong chương trình Làm Nông Đúng Cách hôm nay. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng khu vườn sân thượng, chị Phương đã xác định sẽ áp dụng lối canh tác truyền thống, không sử dụng các yếu tố hóa học trong quá trình chăm sóc. Khi trồng cây, chị thường đổ hỗn hợp đất đã trộn vào chậu khoảng 10 cm tính từ đáy chậu, sau đó cho vỏ dứa, cọng rau để phân hủy, rải đều lên trên và rắc thêm một lượng nhỏ chế phẩm vi sinh giúp cho cọng rau nhanh phân hủy và chống nấm cho đất. Cuối cùng đổ thêm 10 cm đất lên trên mới tiến hành gieo hạt. Sau khi gieo hạt, chị Phương thường rải lớp cho rơm hoặc lớp chấu để hạt đỡ bị trôi khi tưới, đồng thời bổ sung thêm kali cho đất trồng. Mọi người sẽ ngâm cái này trong nước ấm trong khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng. Sau đó thì mọi người ủ trong giấy ẩm. Khi mà trong giấy ẩm chỉ khoảng 2 ngày thôi, nó mọc mầm ra là mọi người cho vào những cái giá thể này này. Nó rất là dễ kiếm, nó là cái mùn dừa này, chấu hun và chuồn quế. Đó, mọi người trộn vào với nhau xong cho vào những cái khay này. Xong là khi mà cây nó đã mọc rồi thì mọi người để vào khay này nó sẽ lên dễ lắm. Giá thể trồng được xem là yếu tố quan trọng nhất giúp các loại cây trồng trên sân thượng được bền, khỏe. Bí quyết của chị Phương là trộn đất thịt lẫn phân bò, phân gà hoai mục, chấu hun và phân chuồn quế. Sau khi thu hoạch rau quả, chị lại tiếp tục đổ đất ra trộn thêm vôi bột và phơi khô đất trong khoảng 1 tuần trước khi gieo trồng đợt rau mới. Phân bón được sử dụng hầu hết là chế phẩm chị tự tay ngâm ủ. Đây là phân trứng sữa, sữa bột này, trứng này, rồi đậu tương, chuối. Nên là khi mà nó ủ lên men, ủ với rỉ mật nữa nên là nó có cái vị thơm của đường đường. Nó là hữu cơ hoàn toàn. Bởi vì trồng rau này là gia đình mình ăn. Thế nên là với lại nó tạo cái độ ngọt tự nhiên cho cây cà chua này. Hoặc là những cây dưa chuột này, hoặc là nho. Tất cả nguyên liệu để ngâm ủ phân vi sinh cho vườn cây đều được chị tận dụng đồ dư thừa trong nhà hoặc mua với giá rất rẻ. Chúng được sử dụng thay thế hoàn toàn cho phân bón. Chị còn đầu tư thêm một thùng phi nhựa 200 lít ngâm rác hữu cơ để bón cho vườn rau. Chị tận dụng các loại rau quả hỏng, rác nhà bếp, đầu cá, vây cá, rồi thêm chế phẩm M để tạo thành phân, đồng thời giảm bớt mùi khó chịu. Kể cả cái phân trứng sữa này, phân cá này, đậu nành xay mịn ra xong là ủ, cám gạo, tất cả những cái đấy mỗi thứ trộn một tí thôi. Chỉ khoảng một muôi canh mình ăn bình thường ấy, nhưng mà từ một muôi canh đấy mình có thể pha 15 lít nước như này. Phải tưới loãng, chứ đừng có tưới đậm đặc là cây chết luôn. Mỗi một loại cây hiểu về nó thì chăm nó sẽ dễ hơn là những các loại. Để tránh sâu bệnh, chị Phương thường ngâm tỏi, ớt, gừng phun lên rau quả theo định kỳ 10 ngày một lần. Nếu cây trồng đã xuất hiện nhiều sâu thì chị phun thường xuyên hơn khoảng 4 đến 5 ngày một lần. Để khu vườn tươi tốt như hiện tại, chị Phương mất khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày để tưới nước, bắt sâu và chăm sóc. Tất cả mọi công việc đều được thực hiện một cách tỉ mỉ. Tuy phải bỏ nhiều công sức, nhưng mô hình trồng rau sân thượng đã mang lại cho gia đình chị Phương nhiều lợi ích thấy rõ. Giữa thành phố đông đúc, khu vườn trên sân thượng của chị Phương với khoảng trên 40 loại rau củ, chục loại cây ăn quả, nhiều loại hoa mang đến một không gian xanh mát và tràn ngập sắc màu. Không chỉ cung cấp rau sạch cho gia đình, những sản phẩm thu hoạch được, gia đình chị còn mang biếu tặng cho bạn bè và người thân.